tốt chưa có ngàn nên có thể còn chúng ta chú đến với người giờ từ hà văn hồi lại hà chơi với con
จ้าวยายเนี่ยใช่ไอ้เอ็มสิบแปดจ่อยเดือนเล่นด้วยเขาอ่ะเชื่อไว้ไอ้เล่นตัวนั้นI'm not afraid of the dark.
lên nhóm nhạc đô siêu, làm đô siêu, tiếp gặp các tỷ và nhóm dân tộc đi. Anh ngày mai anh đi Đắk Lắk rồi. Chào em nhé em. Khỏi đâu chị ơi. Giờ giờ có cái bài gì trả lại cho mấy anh nữa ta? Đúng rồi, chị hát một bài. Bài gì để trả lại? Em hát giọng này là ca hiệp từ Hà Tĩnh vào thăm Đô Siêu. Hà Tĩnh đâu? Hà Tĩnh Đô Siêu chào tất cả mọi người nha. Chào cả nhà nha. Chào anh em của anh Hiệp nha. Anh em đang ở buôn làng Đô Siêu nha. Đây đại đại ca Hiệp đây, trình còn rất là dài. Đại ca Hiệp về thăm hai anh em Yahoo và Đô Siêu. Bài là bạn hát một bài buôn làng ở voi con phong. Hát bài đôi mắt Pleiku đi. Xong rồi anh em đang co xong rồi anh em vừa lấy hát rồi hả? Ngọn lửa cao nguyên đi. Ngọn lửa cao nguyên đi nhé. Ngọn lửa cao nguyên. Ngọn lửa cao nguyên được anh em bè hát tây nguyên. Ngọn lửa cao nguyên đi ha. Rồi ngọn lửa cao nguyên đi Siêu ơi. Còn nữa không biết nó mới vui. Ok, ca khúc tiếp theo được mang tên một ca khúc rất là đặc trưng của Tây Nguyên. Đó là ca khúc mang tên Ngọn Lửa Cao Nguyên.
chén này được không ạ? Chén này uống nhé. Hả? Chén này uống. Chén này làm chén à? Thiết chi cà nguyện. Em trao bầu rượu, em trao lời nói. Cái gì trực tiếp này? Nhớ lắm ngày nào. Đấy. Hoa bay qua giữa bầu trời. Vâng, xin chào các bạn bè gần xa của anh Toàn nhá. Đây. Đang vào đây vô đoàn quay phim rồi. Anh Toàn vào đây hôm nay vào đoàn quay phim rồi nhá. Chào cả nhà nhá. Trải nghiệm cả khu nhà xa nha. Nhà xa này. Ai muốn một bãi nhà? Nhà tranh nha. Rất là vui.
Mọi người có thể chia sẻ lại cho xin được không ạ? Tới buôn làng luôn. Đây là buôn làng nha. Hôm nay rất là vui được anh Minh cái siêu cũng như là cái thăm cái siêu nhá. Thu với anh mà hôm nay là rất là đông đủ anh em. Em cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều nhá. Em cảm ơn anh nhiều. Anh em buôn làng tại gia đình anh trai nhá. Ok. Cho mình làm cái đi nhỉ. Ông quay cái lại. Đây, qua đây. Hôm nay ngày hội họp đầu năm tại Tây Nguyên có thầy Hiệp vào lấy về rất là như là nó gì phát quả hay cái gì là hôm nay về anh Duật rồi anh Duật làm mấy cái rồi chứ làm đi sẽ có ngày về hòa bình đấy em với Ben này là em này với em P sẽ về hòa bình thăm các anh tại hòa bình nhá. Ok để hẹn nhau một ngày gần nhất ba anh em tụi em về rồi. Ra ngoài đấy anh lông quyết tâm trong nguyên tháng nha, trong nguyên tháng nha. Đây, Thầy Hiệp vào thăm em siêu tại Tây Nguyên. Em siêu là cùng một YouTube nổi tiếng ở trên trên làng một siêu thôi. Trên làng siêu của trên mạng đấy. YouTuber nổi tiếng đấy. Các anh em mình đồng khởi nhỉ? Ok, thế là lên cái rồi. Lên cái đồng khởi đây. Này. Đây là từ Hòa Bình vào này. Ok. Bây giờ không hát được xuống hết rồi. Hát này quá. Từ bốn trăm mấy này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Một ngôn lời hùng từ bao la ha.